Phố núi do chị sáng tác mà các em thể hiện ở Bác Bó. Dạ. Thì từ trước giờ chị chỉ được nghe cái bản đơn ca. Thế nhưng bây giờ bên đoàn nghệ thuật đã thể hiện với một cái màu sắc rất là tươi mới, là tốt nữ. Thực ra là cái bài hát này đối với em khi mà được tiếp nhận ấy, cùng với lại bản thân em, cùng với lại các ca sĩ của đoàn nghệ thuật, cảm thấy rất là hào hứng. Bởi vì khi mà nghe được giai điệu đã thấy nó hay, nó vui tươi rồi. Và đặc biệt nữa là khi mà đọc những cái ca từ của bài hát thì em rất thích và rất là tâm đắc cái câu mà thương sắc tràm bâng khuâng, con gái vùng cao hạ then ngọt lắm đấy. Có cảm giác như là tác giả đang sáng tác cho chính chị em, của chúng em để có thể khoe những cái nét đặc sắc nhất của Cao Bằng, đó là hát then. Mà hát then thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cái điều đó lại càng tự hào hơn khi mà mình được khoe rằng là Cao Bằng mình có những cái nét đặc sắc và những cái làn điệu đặc sắc như vậy là hát then. Em yêu thành phố núi quê em xanh tươi, bốn mùa bình yên chim ca lạnh lót. Em yêu làn điệu then chơi vơi, mang nhớ thương gửi theo gió ngang. Hoàng hôn buông lời. Ôi nó
ca khúc của mình cảm thấy rất là vui á. Bọn mình cũng vừa được nghe qua thôi, nhưng mà nghe và xem các lời hát ấy, cảm thấy nó rất là đáng yêu và đúng là của người Cao Bằng của mình luôn. Khi nghe cái tiết tấu và giai điệu ấy thì nhanh nhẹ nhàng dí dỏm, đúng như là cô gái Tày Cao Bằng đấy, rất thướt tha trong sắc áo chàng, đúng rồi, nhẹ duyên nhàng, dáng duyên dáng nó điệu điệu đúng không, chuẩn. Nó kiểu như là duyên dáng, đúng rồi, rất là hợp với chúng em đấy. Mà mình tin chắc là cái bài hát này sẽ rất hợp với tất cả các lứa tuổi, đúng rồi đấy. Và em ngay từ lúc đầu khi mà mới nhận ca khúc này là em đã thích luôn rồi. Và chỉ có hát có 2-3 lần mà em đã thuộc gần như là cái cổ đầu. Rất là dễ thuộc đúng không? Dễ thuộc. Mà giai điệu thì nghe 2-3 lần thôi là đã cảm thấy rất là quen. Vâng. Thì cái bài hát này thì khi mình làm ấy, mình cũng nghĩ đến hình ảnh của các bạn trong đoàn nghệ thuật múa tay ấy. Rất là kiểu gì nhỉ? Duyên dáng và rất là mềm mại. Cho nên mình cũng khi sáng tác mình cũng muốn là cái bài hát này có thể vừa hát được và có thể vừa múc họa được. Những cái động tác rất là điệu đàng, đặc biệt là âm nhạc chất then của mình ấy, thì nó có những cái luyến nhỏ với tí nốt ấy. Đấy, thì là nó thể hiện được cái uyển chuyển điệu đàng duyên dáng. Thấy là rất là hợp, bởi vì em và chị Thắm cũng được học và đam mê những cái làn điệu dân ca và đặc biệt là hát then. Cho nên khi mà thể hiện các khúc này cũng có cảm giác những âm hưởng hát then nó luyến lay, những cái nốt nó rất là giống nhẹ nhàng, giống như tính cách của hai chị em mình luôn. Là đấy đúng là kiểu âm nhạc cũng phù hợp với con người. Đúng rồi. Tự hào nhất là câu say nước non Cao Bằng. Cảm giác như Cao Bằng từng ngày đang đổi mới để những người có thể là những khách du lịch đã đến với Cao Bằng nhiều lần rồi. Và mỗi ngày đến với Cao Bằng có những cái cảm xúc khác, rất là tuyệt vời chị ạ. Đặc biệt là chị thấy rằng là từ năm 2020 là Cao Bằng, thành phố Cao Bằng mình ấy, có cái phố đi bộ ấy. Thì chị rất là yêu cái phố đi bộ ở ven sông Bằng này này. Thì cứ cuối tuần là phố đi bộ của chúng ta rất là nhộn nhịp, đúng không? Đấy, đặc biệt là hai ca sĩ này cũng đã từng được hát ở phố đi bộ rồi. Trong đấy là có câu gì nhỉ? Có cái câu hát mà cái gì nhỉ? Điệu múa lời ca rộn vang phố Kim Đồng á, thì mình chị cũng muốn đưa cái phố đi bộ vào đấy. Vang phố Kim Đồng ngày đổi thay, ơi thành phố Cao Bằng mến thương, mời bạn lên thăm thành phố núi Cao Bằng đẹp tươi.
giờ đây.